Mất rồi, anh Bảnh ơi là anh Bảnh ơi. Anh đã xem clip chưa? 4 phút 17 giây. Mẹ ông này yếu thế, mẹ này to cao mà. Béo hơi sợ. Làm gì đâu? Anh cho anh cắt thì quả đầu chả trông rồi đấy. Con mặc cái gì đấy? Khá bảnh. Khá bảnh. Cá bê cái hình đôi cánh còn bê không cắn lồn hộ rồi. Sao không cắt đầu mình bảnh đi? Cắt đầu chuyện làm gì? Anh bảnh rồi cắt đầu này mà. Nhìn như vừa tù ra ấy. Anh bảnh anh sang vô bên tút rồi cắt đầu này rồi. Thoải mái rồi. Anh làm cái gì ạ? Đi đâu? Vừa đi ấy về thấy các chị bảo là anh kinh hôm nào nổi nữa. Chả hiểu sao. Cười gì ạ? Thế xem Linh 4 phút đi ạ. Linh 4 phút là đấy? 4 phút 17 giây hay lắm. Anh tìm ạ? Không. Gì nhỉ? Clip anh. Cái gì? Chả hiểu. Clip của Tân Banh ấy. Bọn nó xe Linh quá. Anh xem đâu? Thằng nào xe Linh? Thằng Bình đi. Sao không gửi cho em ngay? Bạn lèo. Đi về xong thành người tối cổ mẹ mất. Đi biết ngay mà. Có Linh gì thì gửi ngay chứ. Ông giết. Mà thằng này ấy nhỉ? Tìm to. Em đã được xem đâu. Đấy vào xem đi. Đẹp trai mà yếu. Kệ chứ, cần đẹp trai là được. Yếu hay không có thể tầm bộ sao hiểu. Chứ còn xấu trai như anh ý cứ một tiếng cũng chả lại làm gì. 4 phút mất mẹ 3 phút dễ dạo. Người ta gọi là nhẹ nhàng các thứ tình cảm. Sợ mạnh là nó ra. Anh bị điên à? Người ta là con người nhẹ nhàng, người ta hay không bạc một số người. Ai đủ khá bảnh sẽ trông. Thế đi ra xem rồi cho em mọi người thế à? Đi đi ra. Cười cái gì? Thề mình thành người tối cổ mẹ mất. Đấy xem đi. Ai bật tiếng đi. Trắng nhở? Bộ phế bút sệ quá, sợ. Mất rồi. Về cái mặt anh. To và yếu. Sao anh lại cứ chê nó nhở? Đẹp trai nó đẹp trai. Đập 3 cái thì im đi. Dạo mất 20 giây. Im đi. Mình làm cái này. Cái gì? Làm cái clip 5 phút. Anh được 5 phút á? Wow. Anh được 5 phút á? Wow. Được là kinh. Nha cái thạ đồn là anh được có nửa phút chứ mấy. Ui chà. Linh Dương là bò à? Linh Dương là bò là được 10 giây. Cái gì? Linh Dương là bò là được 10 giây mà. Ừ, thế đó là Linh Dương là bò. Mặc xương cái gì? À vậy luôn. Đầu có đỉnh không ấy. May mắn hơn thì tê giác. Còn không may thì nhím á. Trường Thanh mai. Em bao giờ cưới làm cái nhỉ? Ồ. Gì? Nổi tiếng thế ai chịu được? Ơ, hết rồi á? Tưởng có cái Linh 7 phút mà. Ủa, mình đã chỉ 7 phút cho ảo đúng không? Ai biết đâu. vừa chúng nó cứ xử ra thế thôi. Làm cái mặt làm như là vô tội lắm vậy, lộ xem đi xem lại mấy chục lần rồi. Cả cái new feed toàn nhà anh Tim. Biết hết người. Anh không ra Hà Nội nữa đâu. Thần tượng của tôi. May thật. Vậy thì kiếm tiền vào Hồ Chí Minh chơi với anh. Ăn bánh mì. Thôi xem vậy thôi. Hết rồi còn đâu mà xem. Ừ, ăn gì ấy, thôi. Em xem anh có vào một cái link gì đó mà có một đàn lợn không? Em xem lịch sử. Anh vào ẩn danh thì đang quét gì vậy? Ở nhà mà cũng vào ẩn danh á? Có đi đâu anh? À sao mình về? Gì? Nhỏ thế. Ai cho anh động ghế em hả? Động cưới. Tao được cưới được động. Vậy luôn. Ừ. Trước khi cưới mình phải xem lại hết với bản thân nữa. Bản thân em là con xấu. Không nào ra hồn đâu. Ai biết được khẩu vị nặng. Trách lội. Mày không đi đâu ở nhà chị? Ở nhà xem phim này. Bị gió hơi à? Bấn. Hai anh em chia sẻ cùng xem. Anh không gửi ngay cho em. Em làm gì? Em xem. Em xem làm gì? Em xem anh lại khổ. Phải biết là chuyện chiều quên chiều chính. Xem phim chán quá nhiều quá bình luận. Người ta phải biết những cái gì mình còn trong ngày các thứ chứ. Mình kiểu bước ra từ trong hội nghị kiểu thành người tối cổ. Hả? Tắt đi. Em mở cửa hàng xóm chạy sang. Ngư ông để xe bò. Mày được cái trắng. Nửa mét. Đâu đẹp mà. Cái gì nó nặng thì bao giờ nó cũng bị lực hút trái đất nên nó kéo xuống. Đấy. Anh chửi em gì? Bây giờ có phải không? Theo cái gì nhỉ? Định Newton. Cái gì nó nặng thường thường nó sẽ bị hút sâu xuống. Chết giờ. Khác đi, nhạc đi. Rồi. Linh Dương nó bò làm cái gì trời? Thế nó còn hẹn lại bao nhiêu phút? 10 giây. Đấy, anh xem lời cập nhắc là nó còn quan hệ đến 3 phút rưỡi. Cưới đi. Anh phải tiếng còn gì nữa. Ồ. Ồ. Thế chắc là giờ của em bây giờ. Nhá anh nhìn con chuột nhắt đây này. Con chuột nhắt nhá, nó còn được bao nhiêu? 3 phút rưỡi. Anh được cả tiếng. Anh được 1 tiếng bao giờ? 4 phút 17 giây. Tạt trò. Anh là bằng con chuột nhắt thì cũng ấy. Thân là loài chuột. Chuột nó cũng được 4 phút 17 giây. 17 giây. Cá heo 1 tiếng 15 phút. Cá heo nó có thịt đâu. Đi, từ từ, đi kia. Em kéo lên chút, đấy. Sao? Đấy chưa, anh nói sai đâu. Con Linh Dương là bò đây, đúng 10 giây kìa. Đúng 10 giây kìa. Thế anh biết vì sao Linh Dương là bò được 10 giây không? Vì sao? 10 giây thì nó mọc 2 cái sừng đó.